Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 21, người nhà Liễu gia quá ân cần. Từ trong viện của Tạ thị trở về Lan Tâm viện, Tommy bắt đầu nổi giận, cầm lấy đồ vật ở trên bàn ném xuống đất, quay sang Nha Hoàn bên cạnh la hét, cút cho ta. Hai Nha Hoàn trong phòng vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Xuân xảo cũng liếc nhìn cô ta một cái rồi mới chậm chạp bước ra. Nhìn thấy vậy Tô Mi lại càng nổi giận, tiện tay cầm lấy một món đồ sứ chuẩn bị ném xuống đất. Trường Mama vừa nhìn thấy, vội vàng giữ lấy tay cô ta. Đây là đồ quý, được ghi chép cẩn thận ở trong sổ sách của phủ, không thể tùy tiện ném bừa. Cẩn thận đem đồ sứ đặt vào chỗ cũ, đỡ lấy Tô Mi đang tức giận ngồi xuống giường nhỏ tốn sức khuyên nhủ. Cô nương, người ngày thường thông minh như thế, Tại sao hôm nay không nhận ra lão gia không vui? Tại sao còn muốn ông ta đêm nay nghỉ tại Lan Tâm Viện? Hiện tại Tommy đang có thai, lại không thể hầu hạ trầm mậu. Lão gia có ở đây một hai hôm lại thôi, nếu như ngày nào cũng đến chỉ sợ không ổn. Lão gia không vui, ta đây mới đúng là không vui. Tommy vườn xịt xuống, lạnh nhạt nói, lúc trước ông ta nói như thế nào? Nói chờ đứa nhỏ sinh ta cho ta lên làm sườn phu nhân cùng tạ thị quản gia hiện tại thì sao, đừng nói là sườn phu nhân, ta ngay cả làm di nương cũng không được, ngay cả con tiện nhân xuân xảo kia cũng có thể cùng ngồi ăn với ta, ngươi xem cô ta còn không thèm để ta vào mắt. Nhớ lại hành động lúc vào cửa của Tommy, cũng không thể trách được người khác, trường mama thở dài nói, trước đây nô tỳ đã khuyên người không nên quá nóng vội, đợi sinh đứa nhỏ ra, nếu là con trai, lúc ấy hành động cũng không muộn, hiện tại đứa nhỏ trong bụng người có chỗ đứng trong lòng lão gia, nhưng nếu muốn làm mọi việc gọn gàng chỉ sợ tốn không ít công sức. Hai người là dựa vào đứa nhỏ trong bụng mà vào phủ, nếu đứa bé không có, lại đắc tội với chủ mẫu, sau này cuộc sống trong phủ chắc chắn sẽ vất vả. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Tommy vuốt bụng nói, bản lính của tạ thị thực ra chẳng đáng gì, ma ma hai ngày nay có nhìn thấy gì không? Người thực sự có bản lĩnh trong phủ này chính là đại tiểu thư nhìn tưởng như ngây thơ dịu dàng kia kia. Nhắc đến Vân Khanh, Trương Mama cũng nhíu mày, cô nương nói đúng, mấy ngày nay cô nương cũng phu nhân giao tranh, mỗi lần đều bị đại tiểu thư tứ lạng bạc thiên cân đánh ngược trở về làm cho chính mình chịu thiệt. Một nữ tử mới 13 tuổi, nếu không cố tình thì không thể nói ra những câu quan trọng như vậy, có thể thấy được vô cùng cơ chí bàn tay ở bụng nhe nhàng vốt ve, Tommy nói nhỏ, ta nhất định không để cho người khác nuôi dưỡng con ta, cũng không cho phép người khác đoạt đi địa vị của nó. Nếu không có nữ nhi bên cạnh, tạ thị không thể nào là đối thủ của cô ta, một ý nghĩ vừa hình thành trong đầu, ánh mắt Tommy lóe ra tia độc ác, lập tức quay lại nói với Trương Mama, ngươi đi làm việc giúp ta. Ở bên này, tạ thị nhận được bái thiếp liễu phủ đưa đến, liễu lão phu nhân ốm nặng muốn được gặp bà. Nhiều ngày nay bà vì chuyện của Tommy mà buồn bực lo lắng, nhìn thấy bái thiếp lại nhớ chuyện ngày hôm ấy, trong lòng càng thêm không vui. Nhưng phụ mẫu đều đã qua đời, lúc xuất giá cũng là bác chăm lo cho bà, trước đây đều nói muốn nhận bà làm nữ nhi, hơn nữa ở trong lòng lão gia vị trí của bà vẫn rất chắc chắn, một phần cũng vì thân thích với Liễu phủ, dù xuất phát từ mục đích gì, bà hẳn là nên đi một chuyến, đành phải giấu giếm tâm trạng để phỉ thúy ở lại phủ trông nom mọi việc, bảo hổ phách chuẩn bị chu đáo mọi thứ, ngày hôm sau liền dẫn theo Vân Khanh đi liễu phủ. Đến liễu phủ, xe ngựa trực tiếp đi vào cổng lớn, hướng về cổng trong mà đi, tạ thị cùng Vân Khanh vừa xuống xe ngựa đã thấy liễu lão phu nhân được người đỡ hai bên đứng trước cửa thủy hoa, xung quanh là một đám nha hoàn bà tử, ngay cả mợ cũng đứng ở đấy, trông như đang rất mong chờ mẹ con bà đến đây. Nhớ tới lần trước đến, liễu lão phu nhân cũng chỉ nằm trong phòng lần này đau ốm còn đứng chờ trước cửa thật sự là không thể tin tưởng được vừa thấy tạ thị xuống xe ngựa liễu lão phu nhân dựa vào người ngân hạnh nói văn nương làm cho con phải đến đây tạ thị tuy trong lòng đối với liễu dịch thanh trong lòng không vui nhưng cũng không giống như lần trước vành mắt ươn ướt nhanh bước lại gần hành lễ với liễu lão phu nhân bác người thân mình chưa khỏe còn ra bên ngoài làm gì Liễu lão phu nhân nghe thấy giọng bà có vài phần khách sao, vội vàng cầm lấy tay bà nói, bác không nghĩ lại xảy ra chuyện như thế, mà lại là chuyện nhục nhã kia, sống đến chừng này tuổi thơ uổng phí. Bà ta cầm lấy tay tạ thị, đôi mắt già nua đã muốn khóc, giọng nói cũng hơi run dày. Thấy trưởng bối nói xin lỗi với mình, tạ thị có chút không đành lòng, nhìn lão phu nhân bị bệnh lại còn ra đứng trước cửa thùy hoa đón mình bèn an ủi, bác không cần đau buồn có một số việc nhà không phải người muốn là được. nghe vậy, hiễu lão phu nhân trong mắt lộ ra chút vui mừng. đã biết từ trước tạ thị là người trọng tình cảm, nói những lời này ý muốn không oán trách bà, chỉ cần tạ thị cho qua, tình nghĩa giữa hai nhà liền không thể dứt. nét mặt già nuôi hiện lên vui sướng và cảm động. thấy vân khanh đang đứng ở xa nhìn mình, vội vàng gọi vân khanh lại đây để bà nhìn con. mấy ngày trước đã làm con phải chịu ấm ức. Vân Khanh đứng một bên, đôi mắt lóe ra những tia lạnh lùng, mẫu thân chính là bị tình thân giả dối này che mắt. Liễu lão phu nhân nếu thật lòng xin lỗi bữa tiệc hôm đó cũng có thể nói, sao phải chờ đến hôm nay, bây giờ cố ý cùng mọi người đứng ở đây, dù tạ thị oán trách bà, cũng không đứng trước mặt nhiều người làm bà khó xử. Nghĩ đến đấy, nàng cười dịu dàng, mềm mại khéo léo bước lên hành lễ với liễu lão phu nhân, vân khanh thỉnh an lão thái thái. Nhìn thấy Vân Khanh, bệnh của ta liền bớt đi một nửa. Vân Khanh nhà chúng ta là cô nương tốt như vậy, phải xứng đáng với người tài giỏi nhất. Liễu lão phu nhân nói không ngớt, tia sáng trong mắt bà khó có thể tránh được tầm mắt Vân Khanh. Là lão thái thái quá lời, nơi này tuy là liễu phủ, nhưng trước cửa có người ra vào. Chuyện của biểu tỷ vẫn nên vào nhà rồi nói, có tai mắt xung quanh không nên nói những lời kiêng rẻ không thể nói. Vân Khanh đứng bên cạnh tạ thị, tự nhiên cười nói, khí chất thanh nhã thoát tục làm cho đám nha hoàn bà tử khen ngợi không dứt. Bị biểu tỷ đoạt đi vị hôn phu mà vẫn có thể bao dung rộng lượng như thế có mấy ai được như nàng. Liễu lão phu nhân nhận thấy sự quan tâm trong lời nói, bà cũng không nghĩ làm cho chuyện của liễu dịch thanh lại lan truyền ầm ĩ bèn nói, đúng là Vân Khanh hiểu chuyện. Chỉ có tạ thị nghe Vân Khanh nói xong, trong lòng sinh ra chút suy nghĩ, bác đối với bà mặc dù tốt, nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ ra ngoài chào đón. Lần này có bệnh gọi bà trở về, lại chọn đứng giữa cửa lớn mà nói chuyện này. Nói cho cùng là thật lòng áy náy hay là muốn bà ở trước mặt mọi người không thể bắt bè lời nói của trưởng bối. S. chương 22, Nam Nhân trong vườn hoa. Vân Khanh nhìn sắc mặt của tạ thị, biết trong lòng bà dám chắc hành động của lão phu nhân có ý đồ, Tình cảm nhiều năm như vậy của tạ thị và liễu phù cũng không vì một lời nói của nàng mà bị phá hỏng. Nàng chỉ có thể từng chút từng chút một gieo hạt trong lòng mẫu thân, để mẫu thân nghi ngờ mà thôi. Vào trong phòng, liễu lão phu nhân đỡ vân khanh ngồi xuống. Điền thị cũng chính là mợ cả lại bắt đầu diễn trò. Vẻ mặt bà ta hối hận nói, biểu muội à, chuyện lần trước thật có lỗi với muội đáng lẽ là đến dự tiệc. Ai ngờ nha đầu dịch thanh không hiểu chuyện kia uống phải đồ lạnh mà không biết lại làm ra chuyện như vậy đánh mất mặt mũi liễu phủ ta cũng không còn mặt mũi nào gặp mũi lời này tưởng như là xin lỗi nhưng thật ra là nói liễu dịch thanh còn nhỏ lại không hiểu chuyện tham gia buổi tiệc của trầm phủ mới xảy ra chuyện trầm phủ cũng không tránh được trách nhiệm này tạ thị nghe xong không nén được tức giận lạnh lùng nói ý của biểu tàu là về sau nếu trầm phủ mở tiệc cần phải đến từng nhà hỏi xem nhà nào có khuê nữ chưa gả đã mang thai sau đó còn phải vì người ta chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng, tránh cho ở trong phủ xảy ra chuyện, vẫn là trầm phủ không đúng. Bình thường tạ thị rất ít khi nói chuyện như vậy, đích xác là chuyện này liễu phủ không đúng, nếu điền thị thật lòng xin lỗi, bà sẽ bỏ qua. Thế nhưng xin lỗi, còn muốn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác thì không nên trách bà nói lời khó nghe. Liễu lão phu nhân vừa nghe xong cũng có chút bực mình, chừng mắt nhìn điền thị, con dâu cả thật sự không có phong thái, xin lỗi mà không biết ăn năn, còn nói không thèm đoái hoài đến, nói thế này mà là không thèm đoái hoài đến sao. Điền thị bị liễu lão phu nhân trừng mắt, quay đi, làm như không phát hiện ra, bà ta không cam lòng mình đường đường là phu nhân quan gia, sao có thể thấp kém xin lỗi tạ thị, nắm chặt khăn tay, miễn cưỡng nói, ta không có ý này, chỉ là chuyện ẩm ý như vây suy cho cùng với cả hai nhà đều không tốt nếu biết mất mặt trước đây nên trông chừng dịch thanh đường đường là tiểu thư khuê các mà không biết xấu hổ chưa gà mà cùng nam nhân làm chuyện quan hệ bất chính lại còn là hôn phu của biểu muội lúc con bé làm chuyện này không thấy hổ thẹn sao bây giờ chuyện xấu lộ ra là trầm gia chúng ta gây ra sao ở hoa viên cùng công tử tề gia ôm ấp là người nhà trầm phủ bắt con bé làm sao càng nói càng không đúng tạ thị đem tức giận trong lòng nói ra sắc mặt lạnh lùng cùng không thèm nhìn điền thị một cái. Không khí lập tức trầm xuống, liễu lão phu nhân vốn không muốn điền thị làm như vậy, chỉ bắt bà ta đứng trước mặt tạ thị xin lỗi. Việc này còn chưa xong, bà không nghĩ đến điền thị lại đem sự tình đổ hết lên đầu trầm phù, bà không thể không mở miệng nói, văn nương, biểu tẩu của con không có ý này, mấy hôm nay nó buồn phiền, ăn cơm không thấy ngon miệng, ngủ cũng không ngon giấc. Dịch thanh nghe nói phải đến tể ra làm thiếp liền đòi chết con cũng là mẫu thân chắc cũng hiểu được tâm tư của nó bà vừa nói vừa tận tình khuyên nhủ điền thị cũng biết nếu hôm nay không làm tạ thị nguôi giận về sau muốn đến chỗ tạ thị xin bạc chắc chắn là rất khó tự trách bản thân vừa rồi tức giận mà ăn nói lung tung vội vàng xuống nước nói đúng thế biểu muội ta mấy hôm nay ăn ngủ không yên dịch thanh đời này xem như bị hủy nó đường đường là đích nữ liễu gia sao lại có thể làm thiếp dứt lời nước mắt lại chảy xuống, chuyện này cũng không phải là diễn trò, vốn xấu mặt thất trinh là Vân Khanh, thế mà thất bại trong nháy mắt, con gái mình chịu xấu hổ, về nhà còn bị liễu đại gia, liễu lão phu nhân trách mắng, bà vừa không cam lòng vừa thấy ấm ức. Tạ thị sắc mặt khẽ buông lòng, cùng là người làm mẹ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là Vân Khanh, bà chắc chắn còn bệnh nặng hơn. Thiên hạ này có ai làm mẫu thân mà không lo lắng cho nữ nhi của mình, lại nhìn Điền thị so với cách đây mấy hôm người đi không ít, có chút mềm lòng. Vân Khanh nhìn dáng vẻ tạ thị, biết bà lại yếu lòng, trong mắt thoáng qua tia lạnh lùng, khẽ mím môi, lại xem trọng người thân, luôn cho rằng thân nhân đều tốt, bị lừa dối mà cũng không hay biết. Nếu đã như vậy thì hãy để nàng vạch trần bộ mặt của những người này. Vân Khanh nhíu mày, dường như vô tâm mở miệng hỏi có phải ý của lão thái thái và mợ là dịch thanh biểu tỷ dù thế nào cũng không gả làm thiếp nếu không có chuyện ngoài ý muốn ở hoa viên trầm phủ vân khanh vẫn là tề gia chính thê biểu tỷ mang cốt nhục tề gia chẳng lẽ còn muốn làm vợ người khác sao lời này vừa nói xong ánh mắt tạ thị mang theo nghi ngờ nhìn điền thị bên trong lộ ra một tia âm trầm liễu dịch thanh cùng nam nhân làm ra chuyện quan hệ bất chính nếu không ở trầm phủ bất ngờ lộ ra chuyện tình thì chỉ đợi vân khanh gả đi cô ta liền bước vào làm thiếp không có khả năng gả cho người khác chẳng lẽ ngay từ đầu mục đích của điền thị là làm xấu mặt vân khanh rồi sau đó gả dịch thanh cho tề thủ tín sao nhớ lại tề phu nhân đột nhiên muốn từ hôn rồi chuyện vương nhị cầu trộm hà bao tạ thị không thể không nghi ngờ tất cả mọi chuyện có điền thị đứng sau giúp đỡ Tự nhiên Tạ thị cảm giác được tự lòng bàn chân nổi lên một trận lạnh lẽo, cơn lạnh này làm bà bất giác run lên, nhìn hai người thân trước mặt thấy có phần xa lạ. Sắc mặt Liễu lão phu nhân và Điền thị trong chớp mắt đông cứng lại, hoàn toàn không nghĩ đến lời giải thích vừa rồi của mình lại làm lộ ra tính toán bên trong, cũng không ngờ một cô nương nhìn ngây thơ nhu thuận như Vân Khanh lại có thể nói đúng điểm mấu chốt. Các bà quay đầu lại nhìn Vân Khanh, chỉ thấy nàng mặc váy dài màu xanh bên ngoài khoác áo lụa mỏng cùng màu, trên đầu vấn kiểu tóc hình mây, lại thêm mấy viên chân châu cài vào giữa búi tóc, ở bên cạnh mỉm cười ăn điểm tâm, dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp, khí chất trong sáng. Trong lòng thoáng yên tâm, có lẽ là vừa rồi nhất thời nói ra, không cố ý nhằm vào liễu ra mà nói, đứa cháu ngoại này của bà đang nghĩ gì chứ, không thể để nó có thành kiến với liễu ra được. Liễu lão phu nhân dù sao cũng từng trải qua nhiều chuyện, chỉ chớp mắt đã thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn ngân hạnh trách mắng. Sao ngươi không nhắc ta biểu tiểu thư còn ở trong này, những lời lúc nãy khuê nữ chưa xuất giá có thể nghe được hay sao? Bà ta bên ngoài là mắng ngân hạnh, nhưng lại đang ám chỉ Vân Khanh không hiểu phép tắc, nghe loại chuyện này mà không biết tránh ra chỗ khác. Kiểu nói chuyện chỉ cây dâu mắng cây hòe này chính là thế mạnh của lão phu nhân, nếu như là kiếp trước, Vân Khanh chắc chắn đỏ mặt, vội vàng xin lỗi. Nhưng kiếp này không phải như vậy, nàng biết các bà đang trột dạ lo lắng. Vì thế thoải mái trang nhã đứng dậy, hơi cúi người nói, lúc nãy lão thái thái cùng Vân Khanh đi vào, mở lại cùng mẫu thân nói chuyện, Vân Khanh cũng không dám mở miệng, bây giờ muốn đi thăm dịch thanh biểu tỷ, không biết có được hay không. Vừa nói xong đưa lời liễu lão phu nhân đánh bật trở về, bà đưa nàng vào vậy mà còn nói không phát hiện ra nàng, rõ ràng là nghe xong không vui lại còn muốn tìm cớ trách móc nàng điền thị cũng hiểu được ý này lại nhìn thấy sắc mặt tạ thị lạnh lẽo chỉ sợ vân khanh lại nói ra chuyện gì vội vàng bảo đi đi đến gặp biểu tỷ của con cũng được vân khanh vừa ra khỏi phòng khách đến chỗ vườn hoa nhỏ chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ phía trước vọng đến rồi sau đó là một lực mạnh ập đến lôi nàng vào trong rừng trúc một bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ nàng giọng nam trầm khàn kề sát bên tai không được hét nếu không bóp chết ngươi Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 23, biểu tỷ lại nghĩ ra độc kế. Người kia một tay giữ lấy Vân Khanh, lui vào trong rừng trúc. Vân Khanh sợ đến mức mắt phượng trợn tròn, nhưng cũng không hét lên, đem tiếng kêu hoảng sợ nuốt xuống, tay người phía sau giống như kìm sắt giữ chặt lấy ít hầu, lúc nào cũng có thể bẻ gãy cổ nàng. Nàng cố gắng tỉnh táo lại, trong đầu suy nghĩ thật nhanh, rừng trúc này vốn xanh tốt, Bình thường cũng không có nhiều người qua lại, nàng vừa mới đi ra, mẫu thân cùng lão thái thái tạm thời sẽ không cho người đến tìm nàng. Tuy rằng đối với nàng không tốt, nhưng đồng thời cũng biết tình hình hiện tại không nguy hiểm với người phía sau, nếu hắn có thể trốn thoát thì mình cũng có thể thoát khỏi tay hắn. Về phần người này vì sao lại ở Liễu phủ cùng nàng không liên quan, muốn người Liễu phủ cũng được, muốn tài sản cũng được, nếu đã mất nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Phân tích mọi chuyện xong, Vân Khanh lập tức quyết định ngoan ngoãn nghe theo hành động của người phía sau. Nàng liều mạng nuốt nước bọt, thả lòng người, khàn giọng nói, người thả ta ra, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Quả nhiên người kia nghe vậy liền thả lòng tay, lúc này Vân Khanh mới có thể hít thở thoải mái, vừa hít sâu một cái lại người thấy mùi trúc thơm mát lẫn cùng mùi máu tươi. Khó người này thuận lợi lèn vào vậy mà lúc này phải bắt nàng làm con tin, xem chừng là bị thương rất nặng hơi thở cũng có chút rối loạn đang suy nghĩ tay người nọ chợt căng thẳng vỗ lên lưng vân khanh nhân cơ hội nàng há miệng thả một viên thuốc vào khàn khàn giọng nói ngươi nên thành thật đừng tính làm ra chuyện gì vừa rồi ta cho ngươi ăn độc dược nếu trong ba ngày không có thuốc giải toàn thân thối giữa mà chết vân khanh không nhịn được muốn nôn viên thuốc ra từ bên ngoài rừng trúc truyền đến thanh âm nữ tử ngươi nói xem tóm lại mẫu thân đang nghĩ gì Người muốn ta gả làm thiếp. Chẳng lẽ không thể tạo chút áp lực với Tề gia hay sao? Tiểu thư, ý phu nhân là ở Dương Châu nhiều người biết chuyện này, chi phủ phu nhân cũng có ý, Liễu phủ không thể làm trái, người gả qua bên đấy, chờ sinh đứa nhỏ, việc này qua đi liền năm người làm phu nhân. Hai người này, Vân Khanh nhận ra một người là Liễu Dịch Thanh, người kia là Thược Dược, Đại nha hoàn thân cận cô ta, nghe được tiếng nói ngày càng gần vân khanh không nhịn được nôn nóng đứng lên lần trước liễu dịch thanh cùng những người kia muốn hủy đi trong sạch của nàng nếu lần này để cho cô ta thấy nàng ở trong rừng cùng nam tử dù không nói là đạo tặc thì cũng chính là ở cùng nam nhân một chỗ lâu như vậy hơn nữa lòng người cố ý muốn bôi nhọ thanh danh của nàng cũng sẽ mất kể từ lúc nàng sống lại đến nay đều cố gắng không làm ổn phí mọi chuyện mọi thứ lại muốn như trước kia không thay đổi được hay sao nàng cố gắng nuốt thuốc độc mọi việc trước mắt mới là quan trọng nhất. Nhanh chóng xoay người nói, ngươi nhanh tìm chỗ trốn đi. Nếu để biểu tỷ nhìn thấy ta và ngươi cùng ở chỗ này, đời ta coi như bị hủy hoại. Người kia không khỏi bất ngờ, cái gì gọi là cả đời này bị hủy hoại. Vừa rồi bắt nàng uống thuốc độc cũng không thấy nàng lo lắng như vậy, vì sao có hai người tới đây lại có vẻ hoàng hốt. Không có thời gian để suy nghĩ, hắn cũng nghe thấy hai người kia đang lại gần, nghĩ đến kế hoạch không thực hiện được, lại không thể đánh rắn động cỏ bại lộ thân phận liền nhanh chân trốn sau một khóm trúc rậm rạp tại hạ đúng thật là bất đắc dĩ nhờ tiểu thư đưa bọn họ tránh đi ta sẽ đưa ngươi thuốc dài thấy hắn nhanh chóng ngồi sau bụi trúc cách đấy không xa thân hình bị cành trúc che giấu không lộ ra chút gì vân khanh mới nhẹ nhõm thở ra nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc quần áo chỉ thấy liễu dịch thanh vừa tới trước mặt nàng phía sau là nha hoàn thược dược thời gian vừa kịp Vân Khanh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng không lộ ra chút gì, thản nhiên mỉm cười mở miệng nói, biểu tỷ đã đến rồi. Trầm Vân Khanh, người đúng là tiện nhân, vậy mà cũng còn mặt mũi đến Liễu Phù. Liễu Dịch Thanh vừa thấy Vân Khanh liền nổi lên tức giận, xông đến mắng mỏ. Còn dám mắng nàng là tiện nhân, thật sự là người không biết xấu hổ nhất thiên hạ. Vân Khanh cũng thấy bực mình, cười lạnh, biểu tỷ nói lời này thật kỳ lạ, ta cũng không làm ra chuyện gì xấu hổ, vì sao lại không thể đến thăm lão thái thái của mình. Chính là biểu tỷ chỉ sợ từ nay không thể đến trầm phủ nữa. Hiện tại bên cạnh không có người khác, nàng không cần nhẫn nhịn, nếu có người tự muốn chuốc lấy nhục nhã nàng cũng không từ chối, hơn nữa lời nói dữ dội làm liễu dịch thanh nổi giận. Lời Vân Khanh nói làm liễu dịch thanh nhớ lại nàng từ sau ngày đó đến cửa cũng không dám ra, tuy Dương Châu toàn bộ là người đứng dưới liễu phủ, không ai dám ra mặt cười nhạo cô ta, nhưng ánh mắt là xem thường cùng khinh bỉ. Cô ta chưa bao giờ chịu nhúc nhã như vậy, mà tất cả mọi chuyện đều do biểu muội nói cười ngây thơ trước mắt này. Nếu hôm ấy người bị bắt tư thông là Trầm Vân Khanh mà không phải là cô ta thì hiện tại cô ta không phải chịu những ánh mắt như vậy, lại còn phải gà làm thiếp thất. Liễu dịch thanh bị lửa giận thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi nói với Vân Khanh, ngươi đừng tưởng ta là đồ ngốc, ngày đó ngươi cho ta uống canh có phải là đã cho thêm gì vào hay không sau khi trở về cô ta nhớ lại ngày đấy ở trầm phủ cũng chỉ uống một bát canh vấn đề nằm ở bát canh đấy đúng thật canh là do vân khanh an bày nhà bếp chuẩn bị chỉ là mùa xuân chuẩn bị canh hạt y dĩ cũng là chuyện bình thường không ai có thể nghi ngờ nàng mấu chốt là cây châm đã được tẩm mê tình dược kia mới có thể làm cho đôi cầu nam nữ không nhịn được gây ra chuyện xấu làm cho mọi việc phía sau đều thuận lợi tiếp diễn. Bất quá tất cả mọi chuyện, nàng sẽ không nói ra ngoài. Sao có thể như vậy, canh ý dĩ là để trừ độc, khử đi ẩm ướt, chỉ là nước canh bình thường, ta làm sao có thể biết biểu tỷ là người không biết liêm sỉ, chưa cưới đã cũng nam nhân tư thông. Vân Khanh khóe miệng cong lên, nhìn qua bụng liễu dịch thanh, mắt phượng tao nhã mang theo vài ý mỉa mai. Người, liễu dịch thanh tức giận sông lên, giơ tay hướng về phía mặt vân khanh, không ngờ cổ tay bỗng nhiên đau đớn, hét lên một tiếng, đưa tay về, là ai đánh ta? Một viên đá nhỏ rơi trên mặt đất, lăn vào vũng bùn, Liễu Dịch thanh vuốt cổ tay đang đau đớn, xem xét xung quanh, hòn đá này là ai ném ra? Rừng trúc im ắng, từng cây từng cây cao mất, trừ bỏ tiếng lá trúc nhẹ nhẹ thì không có lấy âm thanh gì khác, nhưng đầu mũi lại truyền đến một mùi vị kỳ dị, mùi này giống như là giống như là mùi máu tươi liễu dịch thanh trong đầu suy nghĩ vừa rồi cô ta có nghe thấy hạ nhân nói trong phủ có trộm xem ra trộm này đang trốn trong rừng trúc lại nhìn vạt áo vân khanh có chút lộn xộn bên trên còn có vết máu trong lòng tính toán đôi mắt khẽ chuyển vội vàng làm bộ giận dữ nói ngươi đợi đấy cho ta ta đến báo với mẫu thân để người phân sư nói xong đem theo thực dược vội vàng chạy ra ngoài trầm vân khanh thanh danh của ta hỏng rồi nhưng cũng sẽ qua, chỉ sợ thanh danh của ngươi cũng không tốt hơn chút nào. chương 24, chạy thoát khỏi rừng trúc. Đợi tiếng bước chân của liễu dịch thanh ngày càng xa, nam nhân từ sau khóm trúc nhảy ra, hướng về phía liễu dịch thanh vừa đi liếc mắt, cổ họng vẫn khàn khàn như trước nói, biểu tỷ của ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi còn rảnh rỗi để ý đến chuyện này sao? Vân Khanh lạnh lùng cười, vươn đôi tay ngọc, đưa thuốc giải cho ta, Nhìn sắc mặt vừa rồi của biểu tỷ không tốt, sợ là đã ngửi thấy mùi máu tươi, rất nhanh sẽ dẫn người đến đây, người chắc cũng không muốn bị đưa đến quan phủ chứ. Liễu Dịch Thanh không phải là người ngu dốt, chính là tâm trạng luôn để lộ ra bên ngoài, tự cho mình thông minh, kỳ thực liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra suy nghĩ của cô ta, vừa rồi cô ta đột nhiên thu tay, xoay người ra ngoài, chắc chắn đã nhận ra điều gì. Kinh ngạc vì sự nhạy bén của nàng, nam nhân đôi mắt thâm thúy sâu xa, ánh nhìn cứng lại, so với ta dường như ngươi lại càng lo lắng. Tất nhiên, với sự đê tiện của liễu dịch thanh, chắc chắn sẽ cho nam nhân này cùng nàng dây dưa một chỗ, bôi nhọ danh dự của nàng. Nàng đã không còn để ý đến những cái danh hão này, nhưng mẫu thân rất để ý. Vân Khanh cố kiềm chế lo lắng trong lòng, trầm giọng nói, ta có lý do để lo lắng, nhưng mà, đến lúc ấy kết cục của ngươi chắc chắn thêm thảm hơn ta ta cùng lắm là danh dự bị hư tổn, còn ngươi là chết không cần nghi ngờ. Nam nhân dường như xem thấu ý nghĩ trong lòng nàng, dáng vẻ thản nhiên nhàn rỗi, nếu không phải mùi máu kia đang tràn ngập trong rừng trúc thì một chút cũng không giống như người đang bị trọng thương. Thản nhiên nói, ngươi ăn phải độc dược của ta, nếu ta chết ngươi cũng đừng mong sống. Còn người đen nhìn nàng liếc một cái rồi lại tiếp tục, chính ngươi nói ngươi sẽ đưa ta ra khỏi đây, chờ ta ra ngoài sẽ cho ngươi thuốc dài. Hắn không chút lo lắng, trong giọng nói còn mang theo khí phách kiêu ngạo tự nhiên, nam nhân này không giống như một tên trộm bình thường. Vân Khanh nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, đánh giá người mặc áo đen trước mặt. Vừa rồi tình hình cấp bách, Vân Khanh cũng không kịp nhìn rõ người đột nhiên xuất hiện này, lúc này mới thấy hắn một thân đồ đen, trên mặt là cái mặt nạ màu bạc, xuyên qua mặt nạ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu xa không thấy đáy, giống như được chạm khắc ở giữa khối băng nở ra hai đóa hoa tuyết rõ ràng thuần khiết vô cùng nhưng lại làm cho người ta cảm giác được sự đơn độc tà ác giấu ở trong đó vừa chính lại vừa tà so với bất cứ thứ gì cũng đều rất dụ hoặc trong giọng nói mang theo ý cười nhưng đôi mắt không có lấy một tia ấm áp làm người ta không nhịn được mà thấy lạnh lẽo nhìn đủ chưa đôi mắt nam nhân mang theo mỉa mai ngón tay thon dài cầm lê cánh tay vỗ nhẹ hai cái một luồng áp lực vô hình chính diện xông đến biểu tỷ của ngươi dẫn theo người đến rồi. Vân Khanh biết có một vài người võ công cao cường, nội lực thâm hậu, có thể nghe thấy tiếng động trong vòng 100 mét. Người trước mặt này có thể có nội lực như vậy, nhưng không biết thân thủ có tốt không, tại sao lại bị hạ nhân trong phủ phát hiện, còn bị thương nặng như thế. Gia đình của Liễu Phủ cho dù có võ nghệ, nhưng không phải là cao thủ nhất đăng. Cố gắng không nghĩ nhiều, Vân Khanh đưa tay chặn lại, vội vã mang hắn chạy vào bên trong người chạy theo ta nhanh lên nàng trước đây từng đến liễu phủ lúc đó còn chưa xảy ra chuyện từ hôn tình tình nàng vốn hoạt bát nhanh nhẹn có một lần vì đuổi theo một con chó trắng nhỏ mà chạy vào trong rừng trúc mới phát hiện trong này có một lỗ chó chui không biết bây giờ còn hay không nhấc váy chạy vào sau bên trong thẳng đến nơi sâu nhất trong rừng trúc trước bờ tường cao vân khanh mới dừng lại tường này làm sao qua được nam nhân kia thản nhiên, bất mãn nói. Người vội vàng làm gì? Vân Khanh không kiên nhẫn mong hắn một câu, ánh mắt dọc theo góc tường kiểm tra, cho đến khi thấy tia sáng phía sau một bụi cỏ rậm rạp, trong mắt hiện lên tia vui mừng, vội chạy tới đem bụi cỏ vạch ra, lộ ra phía sau là một cái hốc rộng chừng hai thước, ngẩng đầu lên gọi, tìm được rồi, là ở đây. Người muốn ta chui lỗ chó, người kia trên mặt bất ngờ, nhìn cái hốc đen thui trong mắt lộ ra vài phần lạnh ý. Vân Khanh làm sao biết được hắn đang nghĩ cái gì, cho dù có biết cũng không quản được, nàng chỉ biết mỗi chỗ này có thể chạy trốn, đứng lên kéo hắn đi qua bên này nói, người nghĩ nó là cây lỗ cho chui thì nó chính là cây lỗ cho chui, người nghĩ nó là cây hốc để chạy trốn thì nó chính là con đường cứu mạng, có gì so sánh được với còn sống. Nghe vậy người nọ cả người toàn thân bất chợt căng cứng quay đầu lại nhìn cẩn thận cô gái trước mặt, đáy mắt lóe lên tia sáng, con ngươi dường như tĩnh lặng như nước, nhưng bên trong lốc xoáy đã nổi lên. Lúc này, từ bên ngoài rừng trúc mơ hồ truyền đến giọng nói của gia đình, người đến, bên này còn chưa tìm đâu. Vân Khanh vừa nghe, vội vàng, bất chấp nam nữ khác biết, lễ nghi quy củ, một tay kéo nam nhân đứng bên cạnh, dùng sức ấn xuống, người nhanh lên đi nếu không cả ta với ngươi đều phải chết ở nơi này. Dường như bị nàng đẩy như vậy, nam nhân kia cuối cùng cũng cúi đầu nghe theo, theo hốc kia bò ra ngoài, Vân Khanh vừa lưu ý động tĩnh bên ngoài rừng trúc, vừa thúc giục hắn, người nhanh chân lên, đợi lát nữa ta còn cần thời gian che lại dấu vết. Mãi đến khi bóng dáng nam nhân biến mất sau cái hốc kia, Vân Khanh đem cái hốc che chắn cẩn thận, lấy thuốc giải mà hắn đưa cho nuốt xuống, rồi vội vàng chạy đến chỗ lúc nãy gặp liễu dịch thanh vừa chạy đến nơi, sửa sang mọi thứ thật tốt, thì nhìn thấy Liễu Dịch Thanh dẫn theo một nhóm gia đình đi đến. Liễu Dịch Thanh nhìn thấy Vân Khanh đứng ở chỗ cũ, đáy mắt hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp hòa, bước đến trước mặt Vân Khanh mở miệng châm chọc, vừa rồi ta ở đây gặp Vân Khanh biểu muội hoang mang rối loạn, cũng không biết một mình ở đây làm gì, trong không khí có mùi máu tươi, các ngươi nhanh đi tìm cẩn thận một chút. Vân Khanh nhìn cô ta khoa trương nói cười, thản nhiên bước sang chỗ khác, khóe miệng tươi cười nhìn Liễu Dịch Thanh nói xong, cô ta muốn vu cáo mình trong này gặp gỡ nam nhân, vậy thì để cô ta tìm kiếm một chút vậy. Mấy gia đình nghe cô ta sai bảo, bắt đầu tìm kiếm trong rừng trúc, một nén nhang trôi qua, một tên quản sự chạy đến, bẩm báo với Liễu Dịch Thanh, đại tiểu thư, không tìm thấy người. Không thấy người, không thể như thế, vừa rồi rõ ràng là ta ngửi thấy mùi máu tươi. Tóm lại các người có cẩn thận tìm kiếm không? Một đám vô tích sự, tìm người cũng không thấy. Liễu dịch thanh trợn mắt, hoàn toàn không tin lời quản sự nói. Cô ta khẳng định vừa rồi mình không ngửi nhầm. Hơn nữa, cổ tay bị hòn đá nhỏ đánh trúng vẫn còn để lại vết sưng đỏ. Nếu không phải quen biết Trầm Vân Khanh, tại sao tên trộm kia lại phải giúp nó? Vốn dĩ liễu dịch thanh thường ngày bị điền thị dạy dỗ kiêu căng ngạo mạn. Hạ nhân cũng âm thầm xem thường. Lúc này, cô ta vô duyên vô cớ mắng chửi người, sắc mặt quản sự cũng hơi lạnh nhạt, hắn ở trong phủ cũng là người có mặt mũi, cứng ngắc mở miệng nói, bọn gia đình đã đi tìm, đúng là không có, nếu đại tiểu thư không tin, có thể tự mình đi tìm lần nữa. Nghe lời nói cho có lệ như thế, liễu dịch thanh tức giận không ngừng, hung dữ chừng mắt nhìn tên quản sự, chạy tới trước mặt Vân Khanh, lôi kéo vạt áo của nàng nói, rốt cuộc ngươi giấu người ở đâu, trầm Vân Khanh ngươi không cần đứng đây giả làm người vô tội chuyện ngươi cùng trộm tư thông nhất định không giấu được biểu tỷ tục ngữ nói bắt người phải có chứng cứ nếu tỷ kiên quyết muốn vu cáo vân khanh cũng không còn cách nào khác vân khanh chặn lấy tay cô ta phủi vạt áo của mình ánh mắt như một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén thẳng thắn nhìn về phía liễu dịch thanh ngươi đừng nói bậy bạ vừa rồi ta và thược dược rõ ràng nhìn thấy ngươi ở trong này cùng tên trộm kia Ngươi đừng nghĩ không thừa nhận. Liễu Dịch Thanh không nghĩ được nhiều như vậy, tùy tiện nói, cô ta chỉ nghĩ lôi Vân Khanh cùng xuống nước, có như thế mới xóa được mối hận trong lòng cô ta. Ánh mắt hướng ra phía bên ngoài rừng trúc, giọng nói Vân Khanh đột nhiên run lên, trong mắt chưa đầy nước, sợ hãi mở miệng nói, biểu tỷ, tuy tỷ đoạt hôn phu của muội, nhưng trong lòng Vân Khanh chưa từng tức giận tỷ, hôm nay vốn nghĩ đến phủ cùng tỷ nói chuyện, lúc gặp trong rừng trúc, ai ngờ tỷ vừa thấy muội đã nói muội tư thông với người khác không biết biểu tỷ hiểu lầm vân khanh chuyện gì nói ra để chúng ta cùng giải quyết được không nói xong liền đưa khăn tay nhẹ nhàng lau khoe mắt nước mắt muốn rơi mà không rơi đúng là làm người ta mười phần thương xót phần đông gia đình và quản sự đứng bên cạnh nhìn biểu tiểu thư dịu dàng yếu đuối bị đại tiểu thư làm cho bật khóc không tránh được có người trong lòng bất bình đại tiểu thư đúng là làm cho người khác thất vọng chưa gả đã thất trinh, cùng nam nhân tư thông, cướp đoạt hôn phu của biểu thư thì cũng cho qua, nay lại muốn hãm hại biểu muội mình, thật đúng là mất hết nhân tính. Nghe thấy giọng nói Vân Khanh nhẹ nhàng nức nở, ánh mắt sợ hãi, lại thấy hạ nhân xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, mặt liễu dịch thanh đỏ lên, không nhịn được tức giận, ánh mắt hung ác chừng chừng hướng Vân Khanh, không thể nhịn được quát, trầm Vân Khanh, người chỉ là con gái thương nhân đê tiện, nếu không phải nhà ngươi có tiền. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ba, một cái tát vang lên, đánh trên mặt Liễu Dịch Thanh. Chương 25, bắt mạch. Liễu Dịch Thanh bị đánh đến nửa mặt tê cứng, không phân biệt gì mở miệng quát, ai dám đánh ta? Nhìn lại đã thấy vẻ mặt lo lắng của Điền thị, con tạ thị tức giận đứng trong rừng trúc. Vân Khanh vừa nhìn thấy có người đến, vội vàng chạy qua, mang theo tiếng khóc, "Nương, nàng đã sớm nhìn thấy bóng dáng hai người nên mới cố ý giả vờ kể từ lúc này tạ thị không thể nào dễ dàng tin tưởng điền thị liễu dịch thanh tặng nàng cơ hội tốt như thế nàng sao có thể không cần liễu dịch thanh vì muốn mọi chuyện thêm phần nghiêm trọng cố ý để thược dược đi báo cho điền thị tạ thị ở một bên nghe thấy tên vân khanh cũng theo hai người lại nơi này ai ngờ vừa vào rừng trúc đã nhìn thấy cảnh mắng người ôm lấy vân khanh đang giả bộ đáng thương Tạ thị vốn là giấu một bụng tức giận đến liễu phủ, lại thấy nữ nhi bị mắng, Vân Khanh là bảo bối của bà, từ nhỏ đừng nói là mắng, ngay cả nặng lời bà cũng không nỡ. Liễu dịch thanh còn ở nơi này nói đông nói tây, lại mắng cả trầm phủ, cơn tức giận trong lòng lập tức bốc lên, xem ra liễu đại tiểu thư thật có khí phách, xem ra trong phủ không có ai quản được ngươi, nên ngươi mới ngang ngược như vậy, trầm ra ta là nhất giới thương hộ, nhưng ta cũng là biểu gì của ngươi. Đừng có không biết trên dưới. Nghe thế, trong lòng Điền thị nôn nóng, vừa rồi bà ta cũng Liễu lão phu nhân cố gắng thuyết phục, mới đem nghi ngờ trong lòng Tạ thị xóa đi một ít, lại nghe thấy Liễu Dịch Thanh thừa nhận nói trắng ra tất cả mọi chuyện, vội vàng đi lên kéo Liễu Dịch Thanh lại, tiểu hài tử trong nhà muốn làm loạn lên làm loạn, làm cho biểu muội chịu ấm ức, nhanh lại đây xin lỗi. Tuy rằng trong lòng không phục, Liễu Dịch Thanh vẫn biết để biểu gì nghe thấy nhưng lời này đúng là không tốt cố gắng nhẫn nhịn mở miệng nói biểu gì biểu muội vừa rồi là con nhất thời bị kích động thật xin lỗi nhưng tạ thg cũng không một chút nhúc nhích nhìn vẻ mặt không thuận theo miễn cưỡng xin lỗi của liễu dịch thanh đáy mắt có tia tức giận bà gả đến nhà thương gia biết người khác sẽ có cái nhìn khinh thường nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới người trong nhà cũng khinh thường bà. Ôm lấy Vân Khanh nói, loại chuyện này xảy ra ở trong nhà thì thôi, Dịch Thanh là nữ nhi sắp xuất giá, nếu người nhà chồng nghe được, không chỉ là bản thân con bé, mà cả Liễu phủ cũng bị liên lụy. Nói xong lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Vân Khanh, Tạ thị nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, xoay người đối diện Điền thị nói, nếu bệnh của lão thái thái đã tốt hơn, ta cũng nên đến chào từ biệt. Dứt lời mang theo Vân Khanh đi đến phòng khách bên kia, ở bên này Liễu lão phu nhân sớm đã có người bẩm báo mọi chuyện từ đầu đến cuối nghe được lời nói của tạ thị trong lòng chợt lo sợ mắng đúng là xúc sinh muốn làm ta tức chết sao ngân hạnh vội vàng giúp bà vuốt ngực thuận khí lão thái thái thở phì phò thầm nghĩ lát nữa phải làm thế nào để giải quyết chuyện này hơn nửa nén hương trôi qua tạ thị dẫn vân khanh đi vào lão phu nhân vội để ngân hạnh đỡ bà đi đến vừa nói vừa tiến lên cầm lấy tay vân khanh vẻ mặt từ ái nói vân khanh nhanh nói cho ta nghe rốt cuộc là ai ức hiếp con? Vân Khanh không mở miệng, một bên nhìn tạ thị, đôi môi phấn nộn mím lại, làm như không dám nói. Liễu lão phu nhân liếc nhìn sắc mặt của tạ thị, lại thấy điền thị, cầm lấy quải trượng trong tay dùng sức đánh lên người liễu dịch thanh một cái, làm cô ta hét lên, vội trốn sau người điền thị, lão thái thái khó nhọc nói, nhìn xem ngươi dạy nữ nhi phá hoại gia phong, thấy mất mặt còn chưa đủ sao không phải ta bắt nó ở trong phòng nhận lỗi sao làm thế nào lại chạy ra ngoài gây chuyện vẻ mặt điền thị cũng là rèn sắt không thành thép bà tốn nhiều tâm tư như vậy để lấy lòng tạ thị vì muốn dễ dàng mở miệng xin tiền bây giờ như vậy làm sao có thể nói vẻ mặt xin lỗi mở miệng biểu mùi lời nói còn chưa xong tạ thị đã cướp lời nói trước mọi việc hôm nay không cần nhắc lại vốn là bác thân thể không tốt nên đến thăm nay bác cũng đã khỏe Văn Nương nên đi về, trầm phủ mặc dù không phải quan gia, nhưng việc nhà cũng rất nhiều. Đây chính là hạ quyết tâm phải đi về, liễu lão phu nhân hiểu được tuy tạ thị ở bên ngoài không truy cứu chuyện này, nhưng họa đã gây ra, tạ thị cũng không phải là con gái bà, con trai con dâu đều ở đây, không thể để cho cháu gái ở lại hầu hạ, đành phải nói vài lời quan tâm rồi tiễn hai mẹ con ra về. Trên xe ngựa, tạ thị và Vân Khanh ngồi bên trong, dọc đường đi tạ thị rất ít nói chuyện, có thể thấy bà gần đây tâm sự nặng nề, hơn nữa chuyện vừa rồi xảy ra ở liễu phủ làm tâm tình bà càng thêm lo lắng. Vân Khanh cúi đầu, ngắm ý kết ở bên hông, cũng không an ủi bà, nàng biết tạ thị lo lắng, ở thời đại này, nếu không sinh được nhi tử, địa vị nữ nhân cũng không thể vững vàng. Phụ thân cũng dần lớn tuổi, mấy năm nay đối với con nối dòng cũng hết sức chờ mong, nếu Tô Mi sinh hạ Enen Hy Tử, cho dù là di nương cũng là mẹ quý nhờ con trong nhà tất cả đều thay đổi cũng may lần này đi đến liễu phủ cũng không tệ mẫu thân trong lòng đã có phản cảm với người nhà liễu gia chỉ là với lão thái thái vẫn như trước kia nàng biết mọi chuyện không thể vội vàng đi từng bước một mới tốt trở về phủ nửa ngày tạ thị vào nhà mới nhớ hôm trước muốn mời đại phu cẩn thận kiểm tra sức khỏe của mình và mấy vị di nương một lần vì có chuyện phát sinh nên mới chỉ hoãn bèn phân phó hổ phách đến hồi xuân quán mời đại phu đến. Ngoài ra sai phỉ thúy đến mời ba vị di nương khác cùng đến, chờ đại phu cẩn thận kiểm tra xem rốt cuộc vấn đề ở đâu. Qua một nén nhang, bạch di nương là người đầu tiên đến, nàng ta ăn mặc mộc mạc, trên người là áo khoác ngắn màu hồng nhạt, cổ áo thiêu hoa kéo dài đến tay áo, phía dưới là váy dài màu hồng, trên đầu cũng chỉ cài một cây châm hồng ngọc làm bằng vàng ròng làm nổi lên khí chất tiểu nữ tử từ từ bước lên vẻ mặt cung kính hành lễ tạ thị và vân khanh tì thiếp ra mắt chủ mẫu ra mắt đại tiểu thư ngồi đi tạ thị ôn hòa vẫy vẫy tay bạch di nương là nha hoàn hồi môn của bà xưa nay ít nói một lòng hầu hạ tạ thị cũng không tranh đoạt gì ở kiếp trước vân khanh không có ấn tượng gì nhiều với nàng ta nhưng nhìn bề ngoài không thể nhận ra nàng ta là di nương được phụ thân sùng ái nhất Ôi, phu nhân, sao hôm nay người lại muốn cho chúng thiếp bắt mạch vậy? Âm thanh trong vắt vang lên, Thu Di Nương tươi cười dịu dàng bước vào, phía sau là một vị Di Nương khác, Thủy Di Nương. Ba vị Di Nương của Trầm Mậu đều có tư thái, cũng là những mỹ nhân hơn người. Nhưng dù vậy, tầm mắt Vân Khanh vẫn bị Thủy Di Nương hấp dẫn. Nàng ta là Di Nương trẻ tuổi nhất, lại xinh đẹp nhất, cả người mặc một áo màu hoa thủy tiên đỏ rực, lộ ra cổ áo màu xanh đeo thắt lưng màu tím buộc chặt eo nhỏ váy dài màu xanh chạm đất khuôn mặt trang điểm như hàm xuân giống y như hoa đào tháng ba đẹp không thể tả nhìn thấy thủy di nương tạ thị nhíu mày thản nhiên nói các ngươi ngồi xuống trước đi một canh giờ sau hồ phách dẫn theo một vị đại phu mặc đồ thẫm màu mang theo hòm thuốc đi đến phu nhân đại phu ở hồi xuân quán đã mời đến vậy nhờ đại phu thay chúng ta bắt mạch tạ thị mười phần khách sáo mở miệng, phỉ thúy vội vàng đưa ghế tròn, mời đại phu ngồi xuống. Một nén nhang trôi qua, nhìn thấy đại phu đã bắt mạch xong, tạ thị tha thiết hỏi, đại phu, nữ quyến của phủ có ổn không? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.